Hết món rồi, bọc cá. Ủa, quá con cá nó bự. Ui. Chừng đứt thẻo. 12 giờ luôn. Ăn xuống thục cái kịch máy phát luôn. Rồi nó quýnh. Chạy nước mướp. Thẻo kia máng cái gì. Được chưa? Đứt mẻ đây. Chặt kỳ vậy. Chắc nó dính vô cái kỳ đó nó dậy đứt rồi. Hết món mày thầy ơi. Chẳng về báo báo tiếp nè. Em kích mà. À, anh biết lầu quang không đánh sao hết anh. Quên nhịp à. Vô mà đen đè luôn mà chắc rồi hư cái chục luôn á. À, anh lại chìm rung quá đấy. Chưa có ông nào vô coi hết nè. Kêu sao quay qua lại riết rồi mấy. Giật đi Việt. Nữa. Nhanh đi cá đi hết giờ. Đổi kênh hả thầy? Cá quá ngộ anh em ơi. Pha này đụng. Chậm thì bỏ luôn. Đánh độ má. Chậm thì bỏ luôn nhịp sao quýnh. Đánh được cặp gỡ mẹ hư mẹ cặp chục vậy. Giật đi thầy. Cá quấn ổ à, người đồ, người cũng quấn luôn à, người quấn chục. Giật nhẹ thôi. Đi hết rồi. Quá trời. Điện thoại nó cụ bắp quá, điện thoại rõ rõ tí. Ngon. Đổi điện thoại đi anh.
chưa có tiền. Điện điện thoại lên đổi liền luôn. Điện nào? Điện bán cái văn phòng trong thầy Việt kìa. Ờ. Không bán điện thoại luôn hả? Làm điện thoại cho anh đấy. Bộ sĩ cũng nó bán như một tỷ rồi. Ở phần cỏ luôn kìa. Lợm nè. Cá này bóng ngoài, có đi nổi không? Trời ơi, cái đau trời. Cá này kìa. Dạ, bánh luôn chụp á. Cho cái bòn này chứ. Thôi đó. Mày quýnh chặt mất tụi á. Mày công nhận quýnh chặt không? Chặt thật. Nó thật kích kích kích. Đang nhịp đầu đó. Mày thấy không chứ? Thấy nhịp đầu đang này. Hả? À. Nhanh còn kẹp chứ còn quýnh ướt mặt vậy à. Không sai vậy, bắt nhịp chậm con quýnh xa nữa. Nằm sát đây, 27 nè. Mày thải cái nhào tới cục bò luôn đó. Lạ luôn cả nó nhào tới đi. Đó. Ai được này muốn được. Mày muốn được. Chặt gì đấy. Nó mình đã khó lắm được rồi. Cá trẻ nó chết luôn. Tại vì chậm nhịp hơn nó thôi. Bánh như bèo quá chạy quét rồi. Anh thả xuống cái nhào vô. Thả xuống nó đỡ nó bơi tới nhào tới luôn à. Về cả hỏi luôn à. Tao đó. Anh đứng chậm thì chết xong luôn. Chưa. Bọn mày. Anh đánh quá. Hả? Sao? Thank you.
Chứ sự bảo là còn không được. Cá chép rồi Việt ơi. Ôi con này máng rồi ông nội. Con nó dính đuôi rồi. Chép hả? Thằng bên kia nữa nha. Cá gì á cuộn đô la? Hai thằng luôn, thằng kia chừng lên trước kìa, cũng lên được kìa, ngóc đầu lên được kìa, có phi phi ăn mồm mà. Ôi có phi luôn ơi, mới bơm đọt pin cho nó đó. Gì? Mấy ký? Nãy thấy lưỡi miệng mà.